Anh em ơi, anh em ơi, lên cho em mình con xe cốc đi Tết anh em ơi. 5 chỗ ngồi nè anh em ơi, có 135 triệu à. Mấy tháng trước những xe này em bán anh em mình tầm khoảng 150. Đấy. Xe này là số tự động anh chị nha. Nguyên dàn ghế nỉ rin, túp ly nỉ rin, trần rin theo xe, được trang bị màn hình Android luôn. Mà lại số tự động mà form dáng cực kỳ đẹp, đúng xe gia đình. Không taxi, không dịch vụ anh em nha. Chất xe đẹp miên man luôn anh em không? Đó, sàn bọng, tem bọng, nhãn mát nè. Xe hơi dơ em chiếu rửa, nên mơ cho rửa lại anh em nha, mới lấy về nha. Em này là số tự động anh chị nha, form dáng rất là đẹp, đúng xe gia đình, không có dịch vụ taxi nha. Đó, cái vỏ rất là dày nè anh chị, tại vì mưa dơ em chưa rửa, mên rửa nha. Sàn bọng anh em thấy không, rất là đẹp. Sàn bọng cực kỳ đẹp luôn anh chị nha. Đó, sàn zin theo xe chưa làm đồng bao giờ luôn á. Típ lô típ ly không phải nói rồi, quá đẹp rồi anh em nha. Nỉ rin còn keo chỉ sùng chỉ 100% luôn nè, em quay gần chi tiết cho anh em mình xem nè. Mới lên màn hình Android luôn anh chị ha, xe này không màn màn cơ nha. Nguyên vàng ghế nỉ nè, cái miếng đậy ở phía sau, cái cốp nó còn zin luôn nè anh chị ha. Trần zin theo xe đó nè, ok chưa? Đó. Chạy êm, nhỏ gọn dễ chạy, sùng chỉ keo chỉ 100% nè anh chị ha. Keo sùng chỉ sùng trên sùng dưới đầy đủ 100%, túp ly túp lô đúng đẹp luôn. Nỉ rin còn nguyên luôn nè anh chị ha. Đó, văn sàn túp lô túp ly là khỏi phải nói luôn. Bà hờ, đó, quá đã. Màn hình Android luôn chị nha, số là số tự động luôn nè anh chị nha. Đó. Nguyên dàn ghế là thấy đã rồi. Nhìn dàn ghế thấy đẹp rồi ha. Đó, nguyên dàn củ số nè, còn rất là chuẩn luôn. Vô lăng này khỏi phải nói rồi anh em nha. Kính bấm trợ lực nhẹ tay. Anh em về sẵn đi Tết, nói chung là mua về đi không có tốt 1.000. Em đã bảo dưỡng tất tần tật rồi ha. Sàn là riêng theo xe luôn nè. Ha, sàn là sàn riêng theo xe, sàn nỉ luôn nè. Đó, chất xe đẹp miên man. Đó, để anh em mình xe này có 135 thôi, còn giảm còn bớt nha. Vô nổ máy cái hẻo ơi. Đó, biển số 60, một chủ luôn anh chị, biển số 4 số một chủ ha. Giật cái bô luôn nha con. Đời cao 2.10 anh em nha. 2.10, động cơ máy 0.8. Thì anh em mình ở nhà em còn xe con cốc mà số tự động còn hai xe. Một xe Suzuki Alto 2009 thì xe đấy là 4 máy. 4 hay 3 ta? 4 thì phải đúng rồi. Xe đấy động cơ 1.0 100 cây chạy 4.5 lít xăng. Xe này thì chạy tầm khoảng 5 lít nha. Xe bắt máy hao hơn Suzuki. Mà Suzuki đó thì được trang bị ABS, được trang bị túi khí, được trang bị cảm biến gia, màn hình đầy đủ hết. Form bự hơn xe bắt. Thì xe đấy bán 178 nhập Ấn Độ. Còn xe này là Việt Nam, không phải là xe nhập. Và xe này 3 máy 0.8 và số tự động, không có cảm biến gia à, nhưng mà vẫn có màn hình Android. Keo chỉ sùng chỉ cũng đầy đủ nguyên vẹn nè. Thì xe này giá rẻ hơn 135 triệu. Còn số sàn thì để cho anh em mình 76.211 ha. Em này tự động 135 triệu. Anh em qua lựa chọn, qua lái thử, qua chạy thử với em đi. Đó, ốc cabo dường như chưa có dấu mở luôn nè. Nói chung là xe bên em con cốc cũng còn khá là nhiều. Anh em qua lựa chạy thử vô tư, đừng ngại ngùng nha. Có xem là cô bớt, mà có chạy thử là cô bớt luôn. Mà lại cho anh em mình nợ tiền lại, nợ 10 triệu, 20, 30, 40, 50 nha. Máy còn khá là im anh em nha. Anh em qua mà xem chiếc xe này mà hả, có đủ hơi, có đủ khói, em sẽ tặng cho anh em mình, và chiếc xe này em sẽ không bán nha. Máy rất là êm anh chị nha. Máy êm, chạy ngon, giá rẻ, con cốc nhỏ gọn, Camry nè, Xpander nè, máy này về được nhiều xe lắm anh em. Anh em qua lựa chọn, lái thử, chạy thử vô tư, đừng ngại ngùng nha. Địa chỉ anh em mình cứ gõ lên Google Thịnh Bến Tre đi, theo vị trí là tới rồi. Em cảm ơn và hẹn gặp anh em ở clip sau nha.